Đây là khối nhân bếp mới, chúng ta sẽ làm bánh trung thu. Wow, wow, wow. Yeah. Bánh trung thu là rất nổi tiếng ở Việt Nam. À, đúng rồi. Mọi người đều cũng nhớ ăn bánh này vào dịp trung thu. À, nên chúng tôi muốn tự làm bánh trung thu và tặng cho những trẻ em. Wow. Quê đều làm bánh gồm dạp ăn, bình thường, trung mũi, nhân tờ gỗ, nhân tờ xanh, bột mì, bột mì cái bột mặt cha, và hoa sakura, shizuke bột mì, shizuke, và không, đen, shizuke trong, sakura, và sakura, sakura, à, shizuke trong, bột mặt cha, à, tại vì là hoàng sa và hầu như người Việt Nam biết vì mặt cha, à, đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ làm bổ bánh nha. Sẽ làm bổ bánh như thế nào? Đầu tiên là nước đường chanh. Sau đó là lõng. Sau đó là lõng đồ trứng gà. Nhiều không? Nhiều không? Ok. Thêm. Shizuke Hibon. Đúng rồi. Từ bây giờ chúng tôi sử dụng nguyên liệu Nhật Bản nha. Yeah. Bột matcha. Hoa sakura. Rồi. Bộ bánh của Shizuke. Bộ bánh matcha. Sau khi trông thì thay đổi màu xanh. Đây là nhân đậu xanh. Nhân đậu đỏ. Chúng mình phải cắt nha. Sau đó là trông mình bỏ sang bên trong. Xong rồi. Sau đó bỏ trứng muối vào và bỏ yêu nữa. Anh em giờ phải ấm 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 như này. Tiếp theo sử dụng trứng muối vào bỏ Ok. Rồi.
있다 넣어요. 지금 금 날. 오. 아. 이거 자 들어와. 어. 자 넣어. 고마워. 아. 사쿠라 화 사쿠라 화 사쿠라 유 대박 유유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 유
Sakura. Dễ thương. Chúng tôi sẽ đem tặng cho những trẻ em kém may mắn. Các bạn ơi, thích màu nào? Sẵn. Sẵn thế. Sẵn. Cool, that's it.